Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của bóng đá 24h.vn. Nếu thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình nha. Barca mua sao trẻ. Theo Sport, Barca đang tiến rất gần tới cầu thủ vị thành niên Ivan San Jose. Từ lâu, Barca đã coi tiền vệ 17 tuổi là sự thay thế xứng đáng cho vị trí mỏ neo của Sergio Busquets. Ronaldo không trở lại Bồ Đào Nha. Người đại diện Jorge Mendes phủ nhận thông tin Ronaldo có thể trở lại đội bóng cũ Sporting Lisbon, bất chấp những phát biểu của bà Dolores, mẹ của Ronaldo. Theo Mendes, trong tương lai gần, sự nghiệp của Ronaldo sẽ không hạ cánh ở Bồ Đào Nha. Quá tệ hại, Arsenal chuẩn bị vuột mất bản hợp đồng cực chất. Mới nhất, nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ rằng: "Tôi nhớ tình huống của Aura ở Lyon mùa hè năm ngoái. Cậu ấy 100% muốn chơi bóng ở đấu trường châu Âu và Champions League, và đó là lý do tại sao Arsenal không có cơ hội để ký hợp đồng với cậu ấy. Ngoài ra, họ cũng nỗ lực đàm phán nhưng không thực sự thuyết phục được Aura." Nhiều nguồn tin tiết lộ Arsenal vẫn chưa từ bỏ theo đuổi Aura. Thế nhưng, khi mà thành tích không có gì cải thiện, khả năng thành công của đội chủ sân Emirates trong thương vụ này gần như là không nhiều. Với những gì đã xảy ra, Arsenal cần một cuộc cách mạng toàn diện với hy vọng trở lại vị thế như năm nào. MU chốt giá bán Paul Pogba rẻ khó tin. Theo The Mirror, Quỷ Đỏ sẵn sàng bán Pogba trong mùa hè tới nếu có đội bóng nào bỏ ra 55 triệu bảng. Con số kể trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi nó thấp hơn khá nhiều so với mức phí 89 triệu bảng mà MU từng bỏ ra để chiêu mộ anh từ Juventus vào hè năm 2016. Tuy nhiên, hiện MU chẳng còn nhiều sự lựa chọn khi hạn hợp đồng giữa đôi bên gần ngắn lại. Chắc chắn số tiền mà MU thu về từ tiền vệ người Pháp sẽ còn giảm sâu. Trong thời gian qua, nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Juventus, PSG ngỏ ý muốn chiêu mộ Pogba. Mức giá mà MU đưa ra được cho là khá dễ thở với các ông lớn kể trên trong quãng thời gian ảnh hưởng tài chính bởi dịch Covid-19. Được Real liên hệ, Marc Allegri sẵn sàng thay Zidane. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Marc Allegri đang là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên Real mùa tới. Romano quả quyết chiến lược gia người Italia sẽ được liên hệ trực tiếp bởi Los Blancos và sẵn sàng chấp nhận nếu có một lời đề nghị chính thức. Cách đây 3 năm, Chủ tịch Florentino Perez từng đích thân gọi điện mời Allegri về làm việc. Tuy nhiên, thời điểm ấy ông đã từ chối vì cam kết với Juventus. Lúc này, huấn luyện viên 53 tuổi không còn ràng buộc với bất cứ đội bóng nào nên hoàn toàn có thể gật đầu trước Real. Vấn đề là Real cần quyết đoán, bởi theo truyền thông Italia, Juventus đang cân nhắc nghiêm túc khả năng đưa Allegri trở lại thay Andrea Pirlo. Đó là chưa kể Tottenham cũng coi chiến lược gia này là một lựa chọn cho vị trí huấn luyện viên mùa tới. Sven Botman muốn thử sức ở Premier League mùa tới. Trung vệ Sven Botman của Lille đang là mục tiêu hàng đầu của MU. Ngôi sao 21 tuổi này mới đây đã lên tiếng về khả năng chơi bóng ở ngoại hạng Anh. Sven Botman trưởng thành từ học viện của Ajax và tới Lille vào năm ngoái. Ngôi sao người Hà Lan sở hữu chiều cao 1m93 nên rất mạnh ở khả năng không chiến. Trung vệ này còn có tố chất của một thủ lĩnh. MU định chi 25 triệu bảng cho thương vụ này. Mới đây, khi được hỏi về khả năng thi đấu ở ngoại hạng Anh trong tương lai, Sven Botman cho biết đó là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Bất kỳ cầu thủ nào hàng đầu cũng muốn chơi bóng ở đó và tôi cũng vậy. Tôi đã theo dõi giải đấu này rất nhiều từ khi còn nhỏ. Chelsea đại chiến với MU hè tới vì Varane. Trong thời gian qua, Real Madrid đã đề đạt nguyện vọng gia hạn hợp đồng với Varane, nhưng trung vệ sinh năm 1993 nhất quyết từ chối vì anh muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp sau khi đã đo nê danh hiệu tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bản thân Real Madrid không muốn chia tay Varane ngay trong hè tới, nhất là khi thủ quân Ramos cũng sẽ ra đi do chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, nếu không thể thuyết phục thành công Varane, Los Blancos buộc phải bán nhà vô địch World Cup 2018 để tránh việc bị mất giá khi hợp đồng chỉ còn thời hạn một năm. Bất chấp kết quả mùa này, Chelsea vẫn được Chủ tịch Abramovich dốc hầu bao 150 triệu bảng để tham gia thị trường chuyển nhượng hè tới. Ngoài Varane, The Blues còn đang để mắt tới những Verratti, Lukaku hay Erling Haaland.